Cùng đi một đường, có hai con la chở nặng trên lưng. Một con chở đầy tóc lúa rẻ tiền, con kia chở đầy tiền bạc, dáng đi nghênh ngang dương dương tự đắc. Mỗi bước đi cũng hắn ta, lúc lạc trên cổ lại vang lên sủng soảng, khiến hắn ta càng thêm vính váo, tự phụ, coi con la kia chẳng ra gì. Bỗng, trên đường, một bọn cướp xuất hiện. Con la mang tóc lúa rẻ tiền được chúng cho đi qua, còn con la mang tiền bạc bị chúng chặn lại, giật hàm thiết, tóm cổ để cướp của. La càng chống cự, càng bị bọn cướp đâm chém đầy mình, rồi lấy hết tiền bạc đem đi. Con la bị nạn, rên rỉ, than thân trách phận. Bạn kia chở tóc lúa rẻ tiền thì lại thoát nạn dễ dàng, còn thân ta thì lại bấm dập ê chề như thế này, thật là đau khổ. La kia nói với bạn: thế mới biết sự đời không đơn giản, không phải cứ ai được giao trọng trách to lớn là gặp điều hay cả đâu. Nếu bạn cũng được chở tóc lúa rẻ tiền như ta đây, thì đâu đến nỗi tai vạ ập vào thân như vừa qua.